ngày 6 tháng 10 năm 2017, tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, Tổng cục Du lịch đã phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và Công ty Cổ phần Công nghệ DTT tổ chức hội thảo với chủ đề Du lịch thông minh, cơ hội và thách thức đối với du lịch Việt Nam. Tham dự hội thảo có ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trưởng Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Đại diện Đại sứ quán Úc tại Việt Nam, Sở Du lịch Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch các địa phương, Hiệp hội Thương mại Điện tử và các doanh nghiệp du lịch, các công ty cung cấp giải pháp chuyển đổi số và kinh doanh thương mại điện tử trong cả nước. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đại Dương nhấn mạnh, sự biến đổi không ngừng của công nghệ đã và đang tạo ra những cơ hội và thách thức cho các ngành kinh tế xã hội của Việt Nam. Chỉ thị số 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận của cách mạng công nghiệp 4.0 đã được ban hành. Trong đó, du lịch được xác định là một ngành có nhiều lợi thế và có cơ hội phát triển trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để tận dụng thành công cơ hội này và biến lợi thế thành giá trị, ông Phạm Đại Dương cho rằng, ngành du lịch, cụ thể là các doanh nghiệp du lịch, phải thực sự hòa mình vào xu thế của công nghệ, sẵn sàng cho sự chuyển đổi số mạnh mẽ, tăng cường năng lực về công nghệ cho phù hợp với xu thế phát triển mới. Thứ trưởng Phạm Đại Dương cho biết, khu công nghệ cao Hòa Lạc không chỉ tập trung vào việc thu hút các dự án đầu tư mà còn thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, kết nối doanh nghiệp có ứng dụng và sở hữu công nghệ cao với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cho rằng, phát triển du lịch thông minh là một trong những yếu tố cốt lõi, có tính chất trụ cột để sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển du lịch cả về chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt, trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan tỏa trên phạm vi rộng và tạo ra nhiều cơ hội thách thức mới cho nhiều lĩnh vực như hiện nay, thì ngành du lịch vừa được hưởng lợi, đồng thời cũng phải đối mặt với những cạnh tranh từ các quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu và có năng lực cạnh tranh cao hơn Việt Nam. Điều này đòi hỏi chúng ta cần hành động kịp thời và chuyển hóa từ nhận thức đến hành động để du lịch thông minh có tác động và lan tỏa trong lĩnh vực du lịch. Ngành du lịch xác định ứng dụng công nghệ thông tin chính là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao năng lực cạnh tranh và cũng chính là công cụ hữu hiệu để phục vụ bốn đối tượng chính trong lĩnh vực du lịch, đó là khách du lịch, điểm đến du lịch, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước. Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết, ngành du lịch đã chứng kiến sự tăng trưởng bứt phá trong năm 2016 và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng vừa qua, với mục tiêu đạt ít nhất 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017. Ngành du lịch sẽ nỗ lực cùng với các địa phương và doanh nghiệp phấn đấu mang lại giá trị cao nhất cho đất nước. Trong đó, chú trọng việc khai thác lợi thế của cách mạng công nghiệp 4.0, một trong những nội dung quan trọng góp phần phát triển du lịch theo chiều sâu và làm gia tăng giá trị và năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch. Tại phiên hội thảo toàn thể, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, Hiệp hội Du lịch, Đại sứ quán Úc trong bài phát biểu của mình đã đề cập tới các nội dung liên quan tới cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ thúc đẩy du lịch thông minh, cũng như hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch. Cùng với đó là những chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Chiều cùng ngày đã diễn ra hai cuộc hội thảo chuyên đề về ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới du lịch thông minh, giải pháp cho các doanh nghiệp du lịch và chuyên đề ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới du lịch thông minh, giải pháp cho các cơ quan quản lý và điểm đến du lịch. Tại các phiên họp, đại diện các công ty công nghệ, nhà cung cấp giải pháp cho du lịch thông minh và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm Thông tin Du lịch, Hội đồng Tư vấn Du lịch đã chia sẻ về những mô hình cụ thể nhằm giúp các cơ quan và doanh nghiệp nhận thức được cơ hội và cách thức trong quá trình thực hiện chuyển đổi số đáp ứng xu hướng phát triển mới hiện nay.